Việt Nam sản xuất thành công lô vaccine Sputnik V đầu tiên. Ngày 26 tháng 8, lô vaccine Sputnik V mã số SV030721M sản xuất tại VIA Biotech đã được Viện Nghiên cứu Quốc gia về Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleya, Liên bang Nga phân tích, thẩm định và đánh giá đáp ứng yêu cầu của tài liệu quy chuẩn. Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch VIA Biotech cho biết, chúng tôi rất vui công bố sản xuất thành công lô vaccine Sputnik V đầu tiên tại Việt Nam. Lô vaccine này đã được phía Nga phân tích và đánh giá đáp ứng yêu cầu quy chuẩn. Với lô vaccine đầu tiên này, sẽ giúp cho người dân Việt Nam sớm tiếp cận được nguồn vaccine chất lượng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Theo kế hoạch, vaccine Sputnik V do VIA Biotech sản xuất sẽ được sử dụng trong chương trình tiêm chủng toàn dân. Vaccine Sputnik V phát triển dựa trên nền tảng vector adenovirus được đăng ký đầu tiên trên thế giới, lịch tiêm là 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi là 3 tuần. Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng được công bố trên tạp chí The Lancet, vaccine Sputnik V đạt hiệu quả lên tới 91,6%. Riêng tuyệt đối với tình nguyện viên trên 60 tuổi, tỷ lệ này là 91,8%. Sau tiêm, 98% tình nguyện viên có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Tại Việt Nam, vaccine Sputnik V đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp vào ngày 23 tháng 3 năm 2021. Trước đó, ngày 21 tháng 7, VIA Biotech đã chính thức công bố việc sản xuất thử nghiệm vaccine Sputnik V tại Việt Nam.